quá trời cảnh để mà thưởng ngoạn. À đây, nó tượng trưng, nó mô phỏng nhiều chỗ, nhiều cái địa danh lắm. Đây, nó năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn này này. À. Năm ngọn. Nhưng mà nó để gần ngay chỗ cái cột này, cái chỗ này mình thấy mình khó thấy. Mình từ đầu kia mình nhìn lại kia. À, từ đầu này mình nhìn lại kìa. Vậy thấy chỗ kia nó cắn mấy cái cột á. Ờ. Thì bàn tay của Phật thì cũng là năm ngọn núi trong thiên đó. Tây Du Ký.